Nếu như chúng ta đang có một chiếc xe lăn, muốn thay thế linh kiện của cái xe lăn đó nhưng chưa biết tìm mua ở đâu thì hãy liên hệ với thiết bị y tế Thanh Tuấn. Chúng tôi cung cấp đầy đủ những cái phụ kiện xe lăn như càng xe, bánh xe, vỏ xe và những cái phụ kiện khác của xe lăn thuộc thương hiệu lớn giống như là thương hiệu Lucas, Gia Bảo Minh hoặc là Quanh X hoặc là những thương hiệu khác trên thị trường. Thì bây giờ Thảo sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái bánh xe. Thì cái bánh xe này thì là về size thì sẽ là size là 24 inch và đường kính thì là tầm 58 cm, sẽ phù hợp cho những cái thương hiệu lớn trên thị trường ha. Cái bánh này thì sẽ bao gồm là vỏ xe, rồi vành đẩy và cái đây là cái vành căm nang hoa. Nếu như mà quý anh chị cần mua số lượng bao nhiêu hoặc là xe lăn của chúng ta đang bị hư hỏng ở cái linh kiện nào thì hãy liên hệ với số hotline 0962 136 850. Bích Thảo sẽ tư vấn và giao hàng tận nơi cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.